Vừa qua, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã tổng kết nhiệm kỳ thứ 6 và tổ chức đại hội lần thứ 7 nhằm đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại đại hội, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, trải qua 30 năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và hội nhập mạnh mẽ. Riêng trong giai đoạn 2013-2018, 58 hội viên của Hiệp hội đã góp phần giữ mức tăng trưởng bình quân 1,7% một năm cho ngành thuốc lá, nộp ngân sách trên 107.000 tỷ đồng, xuất khẩu trên 28 tỷ điếu thuốc lá, đặc biệt là những đóng góp tích cực trong phòng chống thuốc lá nhập lậu, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, v.v. Đại hội Hiệp hội Thuốc lá lần thứ 7 bầu ra Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Chủ tịch và Phó Chủ tịch, thống nhất các nội dung phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó sẽ tập trung hơn nữa vào công tác chống thuốc lá lậu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tích cực áp dụng khoa học công nghệ cải tiến chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu để góp phần đưa ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.